là lúng rồi, 2 chiếc luôn, đẩy luôn rồi các bạn ơi. Chiếc máy cắt thì hiện tại đang lúng rồi ha. Đất gì hết biết, nãy giờ mình thấy lúng mấy lần chỗ này, 3-4 người đẩy không nổi nữa kìa. Đuổi rồi đó nha, cái máy cắt thì nó lúng rồi mà đi riêng một mình lên không nổi là đuổi đó. Tại máy DC70 với chiếc máy kéo bị lúng đây các bạn ơi, không lên nổi. Giờ anh để qua nhờ chiếc máy kéo của cái đoàn máy cặp bên ha, và giải cứu các bạn, kéo lên tiếp hai máy này, kéo hai máy này đi riêng không có kéo lên được. Nè, anh đang di chuyển qua nè. Nè, dàn máy kế bên cũng nhiệt tình nha, anh tài xế qua nhờ cái qua liền các bạn. Mấy anh bắt xích đặt đây chứ ơi. Rồi anh bây giờ đang lui cái máy xuống đây rồi các bạn. Rác luôn tại cố gắng đẩy, bây giờ mà không lên nổi mới qua nhờ chiếc máy cặp bên cắt chung cánh đồng nữa các bạn. Mấy anh đang bắt xích vô. Đây anh tài xế Nguyễn Trương nha các bạn, đi giải cứu chiếc đồng nội bộ máy Kubota cắt cặp bên này. Bị lúng quá trời lên nổi, buộc xích như vậy, buộc cũng xích ruột này. Rồi bắt đầu kéo rồi các bạn. Chết mẹ, buộc xích thì không à. Bộ không chuyên nghiệp bây giờ. Nghe máy kéo nè, hồi còn phải kéo chứ máy kéo ra luôn. Hiện tại đường trời rất là nắng luôn các bạn ơi. Đây thu hoạch lúa dắp lên vụ này, vụ đông xuân lúng dữ này. Đâu có năm nào như năm nay đâu. Thì có 280 ngàn đâu cũng dữ. Đó, đèn lên nè. Rồi lên nha các bạn. Ồ, leo qua mộ. Đó, leo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vừa cắt xong luôn đó các bạn. Chạy vô máy kéo chở chiến cuối vô đúng rồi. Về anh nên chuẩn bị bắt kết mà anh máy này đi lại. Đi kiếm nước xả bánh. Vậy rồi làm nữa chợ lúa là đúng rồi, để không rồi cũng lên khó lên. Kéo luôn lại rồi các bạn, biết kéo đường nào mà anh tài xế di chuyển vòng vòng. Quá trời không có đường mà để đậu máy kéo để giữ. Ngoại quay đầu chết kêu về lại. Khi đã bắt cái cọng dây xích vô thì mấy anh khởi động máy kéo nha các bạn. Rồi lên này. Sáng giờ có không biết này một qua nay luôn rồi. Nó sập phải không? Nó sập phải không? Biết không? Được nước kẹt rồi. Dạ. Sáng giờ thấy bò nhẹt rồi. Không có cắt tay rồi suốt nữa. Dọc ta bỏ luôn. Vô kích rồi. kéo với máy kéo lên dốc này. Lên tới đây khỏe rồi.